Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi. Tập 505. Thần Đạo Đan Tôn chương 5049, đi tới biên giới vũ trụ. Ở Lăng Hàn phiền não như thế nào tăng lên tu vi thời điểm, Hầu Ca đã tới. Lão Tôn muốn đi biên giới vũ trụ, tìm kiếm tung tích tiên tổ. Hầu Ca nói như vậy. Đây là Hầu Ca sớm quyết định xong, chỉ cần thành thánh, hắn sẽ đi biên giới vũ trụ tìm kiếm tung tích của đấu chiến thánh hoàng. Sống hay chết cũng phải có kết quả. Lăng Hàn nói, đợi nghi thức thánh địa trùng kiến xong, ta đi chung với người. Hắn đang lo vấn đề tu vi tăng lên, nhưng nếu như đi biên giới vũ trụ, hắn sẽ có thu hoạch khác. Phải biết, chỗ đó vô cùng có khả năng ẩn chứa bí mật vĩnh sinh, nơi đó có thể thai nghén rất nhiều tiên khí. Hầu Ca nghĩ nghĩ, gật gật đầu, tốt. Đối với chuyện này, Lăng Hàn đã mong chờ, nhưng tu vi trước đó quá yếu, hắn có khả năng dùng cả đời cũng chưa chắc tới đó được. Hiện tại hắn nắm giữ chiến lược thánh cấp, hắn có thể thử một lần. Thế là, hai huynh đệ bọn họ bắt đầu tu luyện, yên tĩnh chờ đợi. Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu biết rõ nên la hét muốn đi, nhưng mà Lăng Hàn lại cho bọn họ một điều kiện, không thành thánh, không cho phép đi. Phải biết, chỗ đó Đại Đế cũng xem đây là hiểm địa, đám người đấu chiến thánh hoàng đi tới đó nhưng có ai quay về hay không. Nếu như không phải chết già ở chỗ nào, vậy thì khẳng định đã bị nhốt tại đó. Đại Đế cũng bị nhốt, chỗ đó có bao nhiêu khủng bố. Cho nên, tôn giả đi làm gì? Thậm chí, thánh nhân cũng hoàn toàn không an toàn, nhưng nguy hiểm cũng không cản nổi hai người to gan lớn mật như Lăng Hàn cùng Hầu Ca. Lúc này, 3 năm qua đi, Cửu Dương Thánh Địa mở lại, chính là ngày hôm nay. Khách quý đã chạy tới đây vào 1 tháng trước, nhất là Đông Lâm Đế tộc, cho đủ xem mặt mũi của con rể tiện nghi. Do Lưu Ly Thánh Nhân tự mình mang theo tộc nhân tới chúc mừng, thậm chí còn cho vài tiểu bối bái nhập Cửu Dương Thánh Địa. Đến ngày nay, có nhiều thế lực khác cũng đến. Thế, lực thánh cấp, tôn giả nhiều vô số, thậm chí còn có mấy đế tộc đã phái sứ giả tới đưa lên hậu lễ. Mặc dù bọn họ không xuất động thánh nhân dẫn đội nhưng tặng lễ vật vô cùng quý giá, việc này cũng cho Lăng Hàn mặt mũi. Những đế tộc này không kết thù kết oán với Lăng Hàn, còn Tử Vi đế tộc, Kim Đỉnh đế tộc, Bạch Vũ đế tộc, Bích Lạc đế tộc thì không phái người tới. Đế tử của bọn họ đều bị Lăng Hàn làm thịt, đây là đại thù, làm sao có thể quên được. Cho nên, những đế tộc này chỉ có một ý niệm trong đầu, hoặc là xử lý Lăng Hàn, hoặc là gia tăng bồi dưỡng đế tử tiến bộ, từ đó tranh thủ cơ hội thành đế. Một thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế, cho nên, mặc ngươi yêu nghiệt cỡ nào, ngươi chậm chân hơn người khác thì cũng hết cách. Đây là một hồi thịnh yến, thông qua tinh võng trực tiếp, chẳng những làm cho Cửu Dương Thánh Địa khôi phục uy thế, thậm chí còn gia tăng thanh danh lớn hơn trước rất nhiều. Bọn họ có bao nhiêu thánh nhân? 3 người. Hơn nữa, Lăng Hàn cùng Hầu Ca tiềm lực quá lớn, bọn họ nhanh chóng đạt tới chiến lực thánh nhân tam tinh hoặc ngũ tinh, cho nên có càng nhiều đệ tử gia nhập Cửu Dương Thánh Địa. Cửu Sơn Thánh Nhân rất thoải mái, hiện tại hắn chỉ chờ đợi Lăng Hàn thành đế, khi đó Cửu Dương Thánh Địa sẽ đạt tới địa vị vô thượng trước nay chưa từng có. 10 ngày sau, thịnh yến kết thúc, rất nhiều thế lực đã rời đi. Lưu Ly Thánh Nhân cố ý lưu lại, tìm Lăng Hàn thương lượng một việc. Ngươi khi nào cưới Mộng Hàm? Hắn trực tiếp hỏi. Việc này sao? Lăng Hàn nghĩ nghĩ, đợi ngày ta thành đế. Không được, công chúa chỉ ra chúng ta làm sao có thể không minh bạch theo sát ngươi lâu như thế. Lưu Ly Thánh Nhân lập tức lắc đầu. Hai người cãi cọ một hồi, cuối cùng quyết định hôn sự vào lúc Lăng Hàn thành thánh. Lăng Hàn chẳng những muốn cưới chỉ Mộng Hàm, còn có Tống Lam. Nữ tử này luôn trung tình với hắn, huống hồ hắn cũng đã làm ra chuyện cướp dâu. Dù sao cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Bằng không thì tất cả mọi người biết rõ nàng là người bị Lăng Hàn cướp cô dâu, còn có người dám cưới Tống Lam sao? Lăng Hàn cũng không có vội vã xuất phát. Chuyến này đi biên giới vũ trụ là một chuyện vô cùng nguy hiểm, cũng có thể cực kỳ hao tổn thời gian, hắn nhất định phải an bài thỏa đáng mới được. Hắn không ngừng đi lại trong tông môn, chỉ điểm các đệ tử tu hành. Trên thực tế, phần lớn đệ tử đều lớn tuổi hơn hắn, nhưng tu hành không phân tuổi tác, người đi trước là thầy. Lăng Hàn lại tế luyện hỗn độn cực lôi tháp lần nữa, dung nhập quy tắc thất tinh, giúp nó tấn thăng pháp khí thất giai. Đáng tiếc, hỗn độn cực lôi tháp quá mạnh, hắn không thể phát huy tất cả uy lực của nó. Cho nên, trước mắt hỗn độn cực lôi tháp mạnh nhất cũng chỉ là pháp khí thất giai. Lăng Hàn không đặt việc này trong lòng,
thực lực bản thân mới là căn bản. Lần này đi biên giới vũ trụ, hắn sẽ mang theo hỗn độn cực lôi tháp. Không phải bởi vì uy lực của pháp khí, mà là mẫu kim kiên cố, dùng nó thành tấm thuẫn, thánh nhân công kích cũng không phá được. Sau khi an bài xong, Lăng Hàn cùng Hầu Ca quyết định xuất phát. Nguyên nhân Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu chưa đột phá, cho nên lần này bọn họ không thể đi theo. Đây không phải việc đùa. Hai người xé mở không gian đi về hướng biên giới vũ trụ. Vũ trụ lớn bao nhiêu? Chuyện này không có ai biết, nhưng mà, theo tư liệu hiện hữu, hai tinh thể xa nhất, thánh nhân muốn đi từ nơi này sang nơi khác cũng chỉ mất 6 ngày. Nghe thì rất gần, nhưng từ tinh thể cuối cùng đi tới biên giới vũ trụ, khoảng cách này xa tới mức thánh nhân cũng đi thể tới gần. Có thể nói, tinh thể chỉ chiếm cứ một phần vạn không gian của vũ trụ, thậm chí càng nhỏ hơn. Muốn đi biên giới vũ trụ, việc này cần quyết tâm và dũng khí quá lớn. Lăng Hàn cùng Hầu Ca tiến vào hư không, phát động Phượng Dực Thiên Tường, hối hả tiến lên. Lăng Hàn truyền tống tới tinh thể cuối cùng, hắn lưu lại một cái truyền tống trận này vô cùng tiêu hao tài nguyên, chỉ có thể sử dụng truyền tống một lần, dùng xong sẽ phế bỏ. Nhưng tác dụng của nó rất mạnh, cho dù ở cách bao xa cũng có thể quay về. Lăng Hàn không biết chuyến đi này cần bao nhiêu thời gian, bọn họ sẽ dùng sinh mệnh còn lại để đi đường. Cho nên, dùng 10 năm mà tính, 10 năm còn chưa đi tới biên giới vũ trụ, như vậy hắn cùng Hầu Ca sẽ dùng truyền tống trận trở về. Thời gian như bay, mỗi một ngày Lăng Hàn cùng Hầu Ca đi thật nhanh, 1 năm, 2 năm, 3 năm, vũ trụ xa xôi vô hạn, mỗi lần bọn họ phá vỡ hư không bước ra đều là thế giới tối tăm. Không có tinh thể, không có ánh sáng, cái gì cũng không tồn tại. Nếu ở nơi này quá lâu, người nào cũng nổi điên. 5 năm, 8 năm, 10 năm. Cuối cùng, 10 năm đã đến, nhưng Lăng Hàn cùng Hầu Ca vẫn chưa tới biên giới vũ trụ, bọn họ lại đi thêm 2 năm, nhưng lại không nhìn thấy biên giới ở đâu. Bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể dùng truyền tống trận trở lại. Có lẽ, thăm dò biên giới vũ trụ là đặc quyền của Đại Đế, cho dù là thánh nhân thì như thế nào, căn bản không có tư cách này. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 5050, Thánh Nhân Ám Sát. Trở lại Tứ Nguyên Tinh, Lăng Hàn tiếp tục sống như bình thường. Chỉ điểm một chút đệ tử trong tông tu hành hoặc đi tìm kiếm tiên khí cao giai. Hắn hiện tại quá cần tiên khí, chỉ tăng lên tôn giả cửu giai đã cần lượng lớn tiên khí, nếu hắn muốn đột phá còn cần nhiều hơn. Cho nên, khi có âm hồn xâm lấn diện tích lớn, hắn khẳng định sẽ đi nghênh kích, kiếm chút thiên địa ban thưởng. Làm sinh ý tiên khí vẫn có thể kiếm ổn định, hắn lại không có nhiều tiên dược để đổi. Cửu Dương Thánh Địa trước mắt không có nội tình gì, cũng không có dược tinh. Thế lực vũ trụ đã phân chia xong, muốn thu hoạch, được lãnh thổ mới chỉ có một biện pháp, chiến tranh. Lăng Hàn thờ phụng chân lý ngươi không chọc ta, ta cũng không chọc ngươi, bởi vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi chủ động xâm phạm tinh thể khác. Việc này cũng lúng túng, hắn chỉ có thể trồng trên Tứ Nguyên Tinh. Còn tốt chính là, hắn đạt được rất nhiều đại dược thất tinh trong tay Tử Vi Đế tộc, sau đó hắn cấy ghép, còn cần một ít thời gian mới có thể thu hoạch. Hơn nữa, nếu là đại dược, khẳng định cần chu kỳ thu hoạch thật dài, đây chính là nội tình. Dựa vào chúng kiếm chênh lệch tiên khí chênh lệch, tu vi của Lăng Hàn sẽ tăng lên dần dần. Hắn cũng không có dám cho người khác biết người là ăn là hắn, nếu không, Tử Vi Đế tộc sẽ nhảy ra làm khó dễ. Lăng Hàn nỗ lực giải quyết vấn đề tiên khí. Đế tộc có thể thông qua đế binh rút tiên khí trong hư không, tùy tiện thu hoạch được tiên khí. Nhưng tiên khí cao giai chỉ là số ít, cho nên, cho dù là đế tộc cũng ít có tiên khí bát tinh, càng không cần nói tiên khí cửu tinh. Lăng Hàn nghĩ thử một lần, nhưng hắn nếm thử thế nào cũng không thể dùng hỗn độn cực lôi tháp hấp dẫn tiên khí tới. Hắn hiểu ra, mấu chốt hấp dẫn tiên khí cũng không phải là mẫu kim, mà là quy tắc đế cấp. Hắn chỉ có thể từ bỏ, đàng hoàng làm sinh ý kiếm giá chênh lệch. Trong 12 năm qua, toàn bộ vũ trụ Thái Bình cũng không có phát sinh đại sự gì, hơn nữa âm hồn liên tục xâm lấn, có Khô Lâu Thánh binh mở đường, âm phủ xâm lấn thế không thể đỡ. Trừ phi chuẩn đế xuất thủ, nếu không, thánh cấp không thể ngăn cản Khô Lâu Thánh binh. Đám thế hệ hoàng kim như Bách Lý Thiên, Yến Đông Minh không có chân chính bước vào thánh cấp. Hiện tại, đế tộc cực kỳ khiêm tốn, rất ít nói tin tức thế hệ hoàng kim,
thậm chí đế tử của thế hệ Bạch Ngân cũng ít xuất đầu lộ diện. Lăng Hàn cũng không thèm để ý, cho dù Bách Lý Thiên chân chính thành thánh thì như thế nào, chẳng lẽ hắn còn e ngại? Mặc dù hắn vung tay không quản, nhưng thân là tông chủ, hắn không có chuyện cần làm hay sao? Một ngày này, Lăng Hàn đi ra, hắn đi dạo trong tông môn, nhìn thấy có đệ tử tu luyện, hắn sẽ đi xem, nếu như đối phương tu luyện xảy ra vấn đề, hắn sẽ chỉ điểm một chút. Trong bất chi bất giác, hắn đi tới trước quảng trường. Nơi này, có mười mấy tên đệ tử đang luận bàn luyện kiếm. Tông chủ đại nhân. Thấy Lăng Hàn đi tới, những đệ tử này đều cung kính hành lễ, có ít người lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt. Đây chính là Lăng Hàn, giáo chủ mạnh nhất lịch sử, cũng là tôn giả mạnh nhất lịch sử. Có bao nhiêu người mộ danh Lăng Hàn mà đến? Lăng Hàn rất ít lộ diện, hiện tại có thể gặp khoảng cách gần như thế, bọn họ cực kỳ hưng phấn. Lăng Hàn gật gật đầu, ra hiệu mọi người không cần giữ lễ nghi phiền phức. Tông chủ đại nhân, ngươi đến chỉ điểm chúng ta luyện kiếm. Có đệ tử nói, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn đầy khẩn thiết và sùng bái. Đây là một tên nữ đệ tử, nhìn kỹ, nàng thật dễ nhìn, dáng người lồi lõm mê người, từ đó mấy nam đệ tử xung quanh càng dõi mắt nhìn nàng. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn không đặt trong lòng, tốt. Các đệ tử tiến lên diễn luyện, có đúng quy đúng củ, có sinh ra sai lầm, cần Lăng Hàn đi uốn nắn chỉ điểm. Sau khi chỉ điểm vài người, những người còn lại đều có thu hoạch. Đến phiên một tên nam đệ tử, đó là nam tử trung niên, bình thường tuổi tác như vậy không thể thu vào trong tông, nhưng Cửu Dương Thánh Địa mới mở ra, bọn họ cần tu vi để trèo trống. Nam tử này ngay từ đầu còn rất vụng về, nhưng dưới sự chỉ điểm của Lăng Hàn, tiến bộ như bay, mỗi lần thi triển kiếm thuật đều làm người khác kinh hồ. Hả? Có sát khí? Lăng Hàn hơi rung động, bỗng nhiên tên nam tử kia bộc phát, oanh, khí tức chấn động đáng sợ bộc phát, là thánh cấp. Khốn kiếp, một tên thánh nhân lại giả mạo đệ tử Cửu Dương Thánh Địa. Không, người ta căn bản chính chỉ áp chế tu vi trà trộn vào đây. Quét, một kiếm đánh. Tới, thánh uy chấn động. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn vung quyền ngăn cản. Dựa vào áp chế tu vi chạy đến Cửu Dương Thánh Địa quấy rối. Bành. Một kích qua đi, thế công của tên thánh nhân bị ngăn cản, nhưng Lăng Hàn ăn thiệt thòi về mặt sức mạnh, hắn bị đánh bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo khí thế đáng sợ bộc phát giống như đế binh thức tỉnh, phong mang tất lộ. Còn có một tên thánh nhân, đó là nữ tử mà Lăng Hàn chỉ điểm lúc ban đầu. Hiện tại nàng đã bộc phát uy áp thánh nhân, trong tay cầm kiếm là thánh khí, nó đã thức tỉnh, uy thế của nó có thể tùy tiện đánh nổ tứ nguyên tinh. Lăng Hàn trước tiên lấy ra hỗn độn cực lôi tháp, ông, một kiếm kia chém vào thân tháp, dù là thánh khí thì như thế nào, căn bản không làm gì được mẫu kim. Nhưng hai kích qua đi, dư ba chấn động lại tạo thành đả kích cực lớn với Cửu Dương Thánh Địa, các đệ tử ở gần bị uy áp đánh thành cho bụi. Xèo, xèo, Hầu Ca cùng Cửu Dương Thánh Nhân đều chạy tới. Khách khách khách, không hổ là Lăng Hàn, đúng là khó giết. Nữ thánh nhân cười nói, nàng cười như trăm hoa đua nở, mà tên nam thánh nhân mặt không có thần thái gì, giống như hắn không có tình cảm. Sắc mặt Lăng Hàn tái xanh, sau khi giao thủ, rất nhiều đệ tử Cửu Dương Thánh Địa đã chết. Phải biết, dù đế tộc cũng không dám chạy tới Cửu Dương Thánh Địa đại khai sát giới, nguyên nhân trừ phi có thể bảo đảm giết chết Lăng Hàn, bằng không thì Lăng Hàn trả thù sẽ làm bọn họ đau đầu. Thậm chí, bọn họ còn nghĩ một việc, vạn nhất Lăng Hàn thành đế thì sao? Đại đế bắt đầu thanh toán, thế lực nào trốn được? Cho nên, dù là mấy người tử vi đế tộc kết đại thù với Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn thực thành đại đế tiến hành thanh toán cũng không tới mức giết sạch bọn họ, luôn có thể lưu lại hương hỏa, ngày khác lại quật khởi. Nhưng chạy đến Cửu Dương Thánh Địa giết loạn một mạch, tất nhiên sẽ đẩy Lăng Hàn đứng ở mặt đối lập hoàn toàn. Các ngươi là chiến thần cung. Lăng Hàn nói, đường đường thánh nhân lại còn cố ý ngụy trang, có thể làm được loại chuyện này, 8-9 phần 10 là những tai họa chiến thần cung. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 5051, Hư Không Đế Tộc. Nữ thánh nhân cao ngạo nói, ngươi đoán đúng một bộ phận, chúng ta có sâu xa với chiến thần cung nhưng không phải người chiến thần cung. Vậy các ngươi là ai? Sát khí của Lăng Hàn bộc phát, mà Cửu Sơn Thánh Nhân cùng Hầu Ca cũng nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Đã chạy đến nơi đây giết người, đây là khiêu khích cỡ nào? Tự nhiên là tử thủ.
Chiến Thần Cung chỉ là một thế lực mà tộc ta thống trị. Nữ thánh nhân từ tốn nói, đây là tin tức kinh người cỡ nào. Từ xưa đến nay, Chiến Thần Cung luôn là cái gai trong thịt của các thế lực khác, ai cũng muốn diệt trừ, lại khổ nổ không biết hang ổ Chiến Thần Cung ở đâu. Nhưng bây giờ lại biết được, Chiến Thần Cung chỉ là thế lực phụ thuộc của đại thế lực. T. Thật hay giả? Lăng Hàn lại tin tưởng, nguyên nhân sau việc Ngũ Nguyệt, hắn liền cảm thấy nội tình của Chiến Thần Cung không đủ để chống đỡ bọn họ bồi dưỡng ra thiên tài như thế. Cho nên, phía sau Chiến Thần Cung còn có thế lực lớn hơn, như vậy mới giải thích rõ ràng. Nhưng mà, Chiến Thần Cung cũng đã là thế lực thánh cấp, hơn nữa còn có sát thánh tọa chấn, chưa từng xuất hiện vấn đề đứt gãy, tổ chức như vậy cũng là số 1 số 2 trong thế lực thánh cấp. Có thế lực mạnh hơn thống trị Chiến Thần Cung? Đáp án chỉ có một cái. Đế tộc. Ngươi là thánh nhân đế tộc nào? Lăng Hàn hỏi, hắn nhìn chằm chằm nữ thánh nhân, không phải bởi vì đối phương xinh đẹp, mà là vì nàng quá trẻ tuổi. Sinh mệnh chi hỏa chỉ khoảng vạn năm, đối với thánh nhân tuổi thọ dài đến trăm vạn năm thọ nguyên mà nói, thật sự là trẻ tuổi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thành thánh trong vạn năm, tiến cảnh như vậy cũng quá dọa người, huống chi, đối phương cũng không phải vừa mới bước vào thánh cảnh, mà là thánh nhân tam tinh. Trẻ tuổi như vậy đã đạt tới thánh nhân tam tinh, việc này cần có rất nhiều tài nguyên cung cấp, càng quan trọng hơn là thiên phú bản thân nàng cũng phải kinh người, nếu không chỉ dựa vào tài nguyên nện cũng có thể thành thánh sao. Nữ thánh nhân do dự một chút, nói, ta chính là hậu duệ của hư không đại đế, ngũ tinh đồng. Hư không đại đế? À, trong vũ trụ có hư không đế tộc sao? Lăng Hàn nhìn về phía Hầu Ca, lại liếc mắt nhìn Cửu Sơn thánh nhân, hai người này đều lắc đầu, biểu thị chưa nghe nói qua. Cổ quái, tại sao lại xuất hiện đế tộc mà chưa từng có ai nghe nói qua? Thật sự có một đại đế như vậy hay sao? Nếu quả thật có đế tộc như thế, cần gì phải tạo ra tổ chức sát thủ, còn sống ẩn nấp như thế? Ngũ Nguyệt bị ngươi giết là đệ đệ của ta. Ngũ Tinh Đồng từ tốn nói, mặc dù cảnh giới của hắn cao còn bị ngươi giết, hoàn toàn là bởi vì hắn quá không tranh khí, nhưng dù nói thế nào thì hắn cũng là đệ đệ của ta. Lăng Hàn nắm chặt nắm đấm, nói, muốn tìm ta báo thù, có thể, nhưng vì sao lại nhắm vào người vô tội? À, ngươi nói là những sâu kiến kia sao? Ngũ Tinh Đồng lắc đầu, nói, ta không quan tâm, người như ngươi, trong mắt nên chỉ có võ đạo đỉnh phong, không nên quan tâm sinh tử của người bình thường. Ngươi sai rồi. Lăng Hàn trầm giọng nói, cho nên, ngươi nhất định phải nợ máu trả bằng máu. À, ngươi cho rằng giết được ta sao? Ngũ Tinh Đồng bật cười, nói, ta chính là thánh nhân, ngươi chống đỡ cũng liền có thể so sánh thánh nhân nhất tinh, ở trước mặt ta, ngươi chỉ có chạy chối chết phần. Đây quả thật là không có nói sai, thánh nhân tam tinh đối phó thánh nhân nhất tinh, đó là nghiền ép tuyệt đối. Cho dù Cửu Sơn Thánh cùng Hầu Ca cùng tiến lên cũng bị áp chế. Đương nhiên, Cửu Sơn Thánh Nhân còn có thể thức tỉnh thánh khí, đây chính là binh khí do Cửu Dương Thánh Nhân tự tay luyện chế, uy lực kinh người. Lăng Hàn chỉ nhìn chằm chằm Ngũ Tinh Đồng, hiện tại giết không được không có quan hệ, nhưng ta thề, ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta. Câu nói này, hắn nói đến rất thản nhiên, nhưng lại mang theo một loại tự tin mạnh mẽ, dường như chỉ cần hắn nói được thì làm được. Trái tim Ngũ Tinh Đồng siết chặt, giống như bị người ta bóp mạnh. Nàng hơi biến sắc. Không có khả năng, không có khả năng, đây là ngôn xuất pháp tùy sao. Mặc dù uy lực cực yếu, chỉ có thể tạo thành một ít ảnh hưởng lên ta, căn bản không gây thương tổn tới ta. Nhưng hắn chỉ nói một câu đã làm ta lo lắng thống khổ, đây tuyệt đối là ngôn xuất pháp tùy. Trời ơi, nhân quả quy tắc chính là vô thượng đạo tắc chỉ có đại đế mới có thể vận dụng. Lúc này, tâm thần của nàng căng thẳng, nhưng trên mặt đã sớm khôi phục như thường. Đã như vậy, ta hiện tại sẽ giết ngươi, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này. Ngũ Tinh Đồng nói, lần này, nàng đã động sát cơ chân chính. Nguyên nhân, lần này nàng đã cảm nhận được uy hiếp thật sự, không có khả năng. Cửu Sơn Thánh Nhân lạnh lùng nói, hắn đã là thức tỉnh thánh khí. Ngũ Tinh Đồng cùng tên Nam Thánh Nhân đều biến sắc, Cửu Dương Thánh Nhân có danh xưng thiên hạ đệ nhất Thánh Nhân, thậm chí có thể đánh thắng Lăng Thiên Tổ Vương trước khi thành đạo, hắn cường đại cỡ nào. Bởi vậy, hắn lưu lại thánh khí đương nhiên rất mạnh. Lăng Hàn, ngươi cố gắng thì thế nào, thời đại này, hắc hắc, đã sớm được quyết định vận mệnh rồi, ngươi chỉ có thể làm một quân cờ đáng thương mà thôi. Ngũ Tinh Đồng không có mở ra chiến sự, mà là đưa tay xé mở hư không. Ta đã giết người lại đường hoàng rời đi, ngươi chỉ có thể ngồi nhìn, ha ha, cái gì vương giả mạnh nhất, chó má.
Dứt lời, nàng bước vào hư không. Ha ha, tên nam thánh nhân cũng cười lạnh một tiếng, hắn cũng xé mở không gian rời đi. Lăng Hàn không có động thủ, hắn chỉ đứng tại chỗ. Thực lực. Hắn không đủ thực lực, bằng không hắn có thể ngồi nhìn. Có thực lực, hắn dùng một bàn tay cũng có thể chụp chết đối phương. Hiện tại thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hung thủ rời đi. Vốn cho rằng, hắn nắm giữ chiến lực thánh cấp thì có thể làm các đế tộc sợ hắn cá chết lưới rách, cho nên yên tâm lớn mật trùng kiến Cửu Dương Thánh Địa. Nhưng mà, sự thật đã tát hắn một cái. Chiến thần cung không e ngại dạng uy hiếp này, nguyên nhân không ai biết hang ổ của chiến thần cung ở đâu. Lăng Hàn muốn trả thù cũng không tìm thấy hang ổ của người ta. Mà hư không đế tộc càng thêm thần bí, bao nhiêu năm qua vẫn ẩn giấu sau lưng chiến thần cung, Lăng Hàn càng cấp thiết gia tăng tu vi. Hắn đã bị đả kích nhưng việc này không thể đánh bại hắn, chỉ càng làm hắn cố gắng hơn mà thôi. Lăng Hàn đi an ủi các đệ tử, về phần xử lý hậu sự cho những đệ tử đã chết không cần hắn quan tâm. Hắn có chuyện trọng yếu hơn cần làm, phòng ngự của tứ nguyên tinh quá yếu. Không được. Lăng Hàn xuất động, hắn lưu lạc thiên nhai, xâm nhập các đại thánh địa và tính toán trận pháp của bọn họ. Đạt tới độ cao này, cho dù có trận sư thánh cấp đồng ý truyền thụ trận pháp thánh cấp cho hắn cũng là chuyện nhiều năm sau. Cho nên, cầu người không bằng cầu mình. Lăng Hàn tính toán trận pháp của các thánh địa, hắn hóa thành lý giải của mình và gia tăng thực lực trận đạo. Hắn hiện tại có tư cách nghiên tu trận pháp thánh cấp. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 5052, bày trận. Không có người dạy, tất cả đều dựa vào mình lĩnh ngộ. Vào lúc này, Lăng Hàn đang học trộm kinh nghiệm của tiền nhân. Bố trí trận pháp là lão sư tốt nhất, nhưng mà muốn thăm dò rõ ràng lại đặc biệt khó khăn. Có đôi khi, Lăng Hàn còn muốn cố ý dẫn động trận pháp, tự mình trải nghiệm ảo diệu trong đó. May mắn hắn có hỗn độn, cực lôi tháp, bằng không hắn sẽ bị trận pháp thánh cấp đạt tới uy năng thánh nhân cửu tinh chém giết. Cứ như vậy, Lăng Hàn chạy khắp vũ trụ, hắn đang nghiên cứu trận pháp, đồng thời hắn cũng không có buông tu luyện, hắn tùy thời bắt giữ tiên khí. Thời gian trăm năm trôi qua, đặt trong vũ trụ, trăm năm không tính là gì, mà đối với cường giả mà nói, chút thời gian này chẳng bằng một giấc ngủ. Đến cấp bậc tôn giả, thánh nhân, nếu không có tài nguyên tu luyện kinh người đập xuống, muốn tiến bộ cũng rất chậm. Cho nên muốn tăng tiểu cảnh giới, động một chút cần thời gian ngàn năm, vạn năm mà tính. Lăng Hàn có vận khí phi thường tốt, hắn thỉnh thoảng thu hoạch một đạo tiên khí, bởi vậy, trăm năm qua đi, hắn đã đạt tới tôn giả nhất tinh hậu kỳ. Hơn nữa, hắn cũng tổng kết ra một quy luật. Thời điểm hắn dẫn động đại lượng quy tắc, tỷ lệ hấp dẫn tiên khí tăng lên rất nhiều. Nhưng làm hắn vui vẻ chính là hắn đã đi ra con đường trận đạo của mình. Dung nạp bách xuyên, tự thành một đạo. Hắn trở về Cửu Dương Thánh Địa, bắt đầu bố trí hộ sơn đại trận. Trong trăm năm qua, Cửu Dương Thánh Địa cũng đã chuẩn bị rất nhiều tài nguyên bài trận. Bởi vậy, Lăng Hàn vừa về thì có thể bắt đầu. Đây là một trận pháp hoàn toàn mới, hoàn toàn dựa theo lý giải của Lăng Hàn mà bố trí. Bởi vậy, sau khi bố trí xong, Hầu Ca đi thử suýt chút nữa bị oanh sát thành cặn bã. Còn tốt, Lăng Hàn giao hỗn độn cực lôi tháp cho hắn. Ách, sai lầm, ta biết vấn đề ở đâu, ta lập tức sửa đổi. Ha ha ha, lại đến, ta bảo đảm không có lần sau. Ách, lần này không tính. Không ngừng điều chỉnh, hộ sơn đại trận cũng thành hình và điều chỉnh xong. Có thể ngăn cản thánh nhân cửu tinh công kích, có thể diệt thánh nhân thất tinh. Đúng là quá trâu bò. Trận pháp này mặc dù là dùng để bảo vệ tứ nguyên tinh, nhưng có thật nhiều trận cơ nằm trên các tinh cầu khác, nguyên nhân là phải dùng để vận chuyển năng lượng ngăn cản công kích của thánh nhân, huống chi là giết chết thánh nhân. Cho nên, trận pháp này cũng có sơ hở chí mạng, chỉ cần người khác đi trước phạm vi trận pháp bao phủ tinh cầu để công kích, trận này sẽ mất đi uy lực. Cho nên, Lăng Hàn cần điều chỉnh, thứ này phải ảnh hưởng tới tinh cầu, như vậy mới có tác dụng ngăn cản. Cái gọi là rút dây động rừng chính là đạo lý này. Tinh cầu của ta không thể ngăn cản uy áp của thánh nhân, 100 tinh cầu thì sao? Cho nên, chỉ cần không phải nhiều viên tinh cầu đồng thời bị oanh kích, trận pháp này sẽ tiếp tục vận chuyển. Lăng Hàn hết sức hài lòng, sau khi điều chỉnh vài lần sau cùng, hắn bắt đầu bế quan, xung kích tôn giả nhị tinh. Chuyện này đương nhiên không thể làm khó hắn,
có cần 9 ngày mà thôi, hắn đã xuất quan, cuối cùng cũng trở thành tôn giả nhị tinh. Lăng Hàn thử chiến lực của mình một chút, không nghĩ tăng lên lại lớn như vậy, hắn xuất một kích đánh ra 5 đạo quy tắc thất tinh. Nếu như cứ tăng biên độ lớn như thế, như vậy, hắn chỉ cần tăng lên thêm 2 tiểu cảnh giới là có thể sánh ngang thánh nhân nhị tinh. Đủ châu bò. Nguyên nhân thánh nhân tăng lên một bước thật quá khó khăn, nhìn Hầu Ca xem, hắn chỉ là thánh nhân nhất tinh. Hiện tại chỉ là nhất tinh trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ rất xa xôi, càng không cần nói thánh nhân nhị tinh. Nhưng Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu cũng đã thành thánh, Chỉ Mộng Hàm cũng tu đến tôn giả cửu tinh, khoảng cách thánh vị chỉ kém một bước. Nhìn khắp vũ trụ, nói chung thế hệ hoàng kim đều thành thánh, nhưng Lăng Hàn quá yêu nghiệt, hiện tại có đế tử thành thánh cũng không tiện lấy ra tuyên truyền. Ngươi nhìn Bách Lý Thiên đi, còn không phải bị Lăng Hàn đánh nổ. Mặc dù Bách Lý Thiên lúc ấy chỉ là bán thánh, nhưng hiện tại có lời đồn Lăng Hàn cũng có thể đánh bại Bách Lý Thiên lên cấp thánh nhân. Cho nên, không tu đến thánh nhân tam tinh tứ tinh, ngươi còn không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang hay sao? Hiện tại vũ trụ rất hòa bình, nếu như có thể trừ bỏ âm hồn xâm lấn thì tốt. Nói đến âm hồn xâm lấn, chuyện này tình thế vô cùng nghiêm trọng. Nguyên nhân âm phủ lại xuất hiện thêm 12 khô lâu thánh binh, từ đó bước chân xâm lấn của bọn họ đã gia tốc. Lăng Hàn biết rõ, đế tộc im lặng như thế là vì chờ đợi bộc phát. Một khi bọn họ hoàn toàn chắc chắn có thể xử lý chính mình, như vậy tin tưởng đế tộc sẽ lộ ra răng nanh mà tấn công hắn. Bởi vậy, Lăng Hàn 10 phần cẩn thận, hắn rất ít khi ở trên tứ nguyên tinh, đó là vì muốn đế tộc có cố kỵ, nguyên nhân diệt cửu dương thánh địa không có chút ý nghĩa nào, Lăng Hàn mới là mấu chốt. Nhận được trận pháp dẫn dắt, Lăng Hàn ý tưởng đột phát, hắn có thể dùng trận pháp bắt giữ tiên khí hay không? Tiên khí truyền từ không gian tầng cao xuống không gian tầng thấp, nhân là vì quy tắc hấp dẫn, quy tắc càng cao, xác suất hấp dẫn tiên khí thành công cũng càng cao, đó là nguyên nhân đế tộc có thể tùy tiện bắt giữ tiên khí. Bởi vì bọn họ có đế binh, có trận pháp đại đế, việc này dính tới quy tắc cao nhất. Lăng Hàn không có cách gì vận dụng quy tắc cửu tinh, nhưng thông qua trận pháp, quy tắc bát tinh không có vấn đề. Hắn lựa chọn một phế tinh không người, nghe nói đây là nơi có tôn giả cửu tinh xung kích thánh vị thất bại, chẳng những bản thân vẫn lạc mà còn liên lụy cả tinh cầu. Hiện tại nơi này không có ai, cũng không có một chút xíu sinh mệnh, vừa vặn có thể làm nơi cho Lăng Hàn sống nhờ. Hắn không ngừng nếm thử, đắp lên quy tắc bát tinh, sau đó cẩn thận quan sát có tiên khí xuất hiện hay không. Khoan hãy nói, việc này thực sự hữu hiệu, nhưng mà hiệu suất không thể so sánh với đế tộc, tiên khí bát tinh cũng rất ít. Bất kể như thế nào, có thu hoạch chính là chuyện tốt, Lăng Hàn không kén ba lấy bốn. Tiến cảnh của hắn rất nhanh, nhưng đây đương nhiên là so với tu luyện trước kia, muốn đạt tới tôn giả nhị tinh đỉnh phong, hắn cần thời gian 3-40 năm. Ban đầu thiên hạ, không việc, Lăng Hàn cũng không thèm để ý chậm một chút, ngược lại hắn luôn có thể tu hành tới thánh cấp. Sau khi đạt tới thánh nhân, chỉ cần làm thánh hỏa lớn mạnh, cũng không liên quan tới tài nguyên khác. Mà biện pháp làm thánh hỏa lớn mạnh chính là nhờ vào tín ngưỡng và khống chế quy tắc, Lăng Hàn có nắm chắc làm được hai điểm này. Cho nên, tất cả khó khăn đều nằm tại đây. Làm thế nào vượt qua từ cực cảnh? Chỉ cần bước vào thánh vị, với số lượng sinh linh gần như vô tận trong người Lăng Hàn, tín ngưỡng lực của hắn sẽ nhiều tới mức các thánh nhân khác cũng quỳ xuống tự nhận không bằng. Ách, không nghĩ xa như vậy. Không bao lâu, Nữ Hoàng, Hồ Nữu, Chỉ Mộng Hàm, Tống Lam đều tới đây, bồi tiếp sinh hoạt bình thường của Lăng Hàn, nơi này không có người ngoài, cũng chỉ có mấy người bọn họ. Sinh hoạt vô cùng bình thường, 40 năm sau, Lăng Hàn cũng tu hành tới nhị tinh đỉnh phong. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 5053, Thành Tổ Vương. Lăng Hàn dễ dàng đột phá tam tinh. Quả nhiên, sau khi đạt tới tôn giả tam tinh, hắn một kích có thể đánh ra 30 đạo quy tắc, đã tăng lên 5 đạo. Làm cho Lăng Hàn buồn bực là, dường như hắn đã bộc phát hết tiềm lực, nguyên nhân hắn có chuẩn bị và tụ lực thế nào cũng không thể tăng thêm quy tắc. Một kích toàn lực của hắn cũng chỉ có như vậy, mà tụ lực bộc phát cũng như thế. Ách được rồi. Sau khi xuất quan, Lăng Hàn tìm hiểu rõ tinh cầu xung quanh. Nguyên nhân âm hồn xâm lấn, tất cả thế lực lớn đều bỏ qua thù hận lúc trước, bắt đầu chân thành hợp tác với nhau. Bọn họ liên hợp thành lập học viện, dốc hết toàn lực bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi, hy vọng có thể đào tạo ra nhiều cao thủ mới.
Cho nên, thỉnh thoảng có giải thi đấu luận võ, đầu tiên là bồi dưỡng huyết tinh của võ giả, tăng lên năng lực thực chiến, thứ hai cũng tăng thêm ban thưởng giúp bọn họ tiến nhanh. Chuyện này không thể cho không, có cạnh tranh mới có thể hình thành bầu không khí tu hành tốt đẹp, ngươi tranh ta đuổi. Cửu Dương Thánh Địa cũng tham gia, tổ chức thật nhiều giải thi đấu luận võ. Đương nhiên, Lăng Hàn mặc dù trẻ tuổi nhưng khẳng định không thể tham gia. Khốn khiếp, ngươi có chiến lực thánh cấp thì tham gia làm gì? Đả kích người sao? Hơn nữa, lấy cái gì ban thưởng cho hắn? Lăng Hàn không coi trọng những thứ này, hắn đặt lực chú ý lên đế tộc. Quả nhiên, đế tộc cũng không phải không có động tĩnh. Bọn họ liên thủ thành lập thành tổ vương. Làm cái gì? Bọn họ mang vật cũ của đại đế năm đó đã dùng qua ra làm giải thưởng. Mặc dù trôi qua thật nhiều năm, nhưng đại đế quá mạnh, khí tức để lâu không tiêu tan. Bởi vậy, những vật cũ này đặt chung một chỗ lại tạo thành đế uy cường đại. Tắm rửa khí tức của đế cấp sẽ làm người ta run rẩy sợ hãi, từ nay về sau mất đi lòng tiến thủ, nhưng có thể kiên trì nổi sẽ có tiến bộ sẽ phi thường kinh người, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu là trước kia sẽ không có việc hợp tác như vậy, nhưng âm phủ gây áp lực quá lớn, đế tộc cũng chỉ có thể quên đi tất cả. Bởi vì chuyện này, Đông Lâm đế tộc còn cố ý mời Lăng Hàn, bảo hắn cũng đi thành tổ vương, dù sao hắn hiện tại chỉ là tôn giả, nhưng đi cũng có chỗ tốt. Trước đó Lăng Hàn vẫn ở trên tinh cầu bỏ hoang, cho nên hắn cũng không có thu được thông chi, cho nên khi hắn chủ động liên hệ Cửu Dương Thánh Địa mới nhận được tin tức. Vậy thì đi xem một chút. Nguyên nhân nữ hoàng, Hồ Nữu còn không có đột phá thánh nhân, Tống Lam càng kém xa, Lăng Hàn bảo các nàng ở lại trông coi trận pháp. Có tiên khí thì bắt giữ, ngược lại chỉ cần xuất động một đạo linh thân là được rồi, không cần dùng bản thể nhìn chằm chằm cả ngày. Lăng Hàn mang theo Trì Mộng Hàm xuất phát, hiện tại trong chúng nữ, Trì Mộng Hàm đã đột phá thánh vị, bởi vậy, lần này cũng chỉ có Trì Mộng Hàm mới có tư cách đi thành tổ vương. Lại nói, Đông Lâm đế tộc phát ra lời mời Lăng Hàn không có quan hệ với Trì Mộng Hàm hay sao? Đám người hầu ca có đi hay không, Lăng Hàn không bận tâm. Hai người xé mở không gian đi về hướng thành tổ vương, đó là Thiên Mẫu Tinh xa xôi. Nghe nói, Thiên Mẫu Tinh từng xuất hiện một đại đế, nhưng vị đại đế này giống như sao chổi xẹt qua tinh không, cũng không lưu lại hậu đại hay truyền nhân. Sau vài lần lịch sử đứt gãy, cho nên, phong hào vị đại đế này là cái gì cũng không có người biết rõ. Hư không đại đế cũng giống như thế. Lăng Hàn bảo Đông Lâm đế tộc cha tìm giúp, tìm trong các tư liệu thượng cổ đã lâu, xác nhận thật sự có một tổ vương như thế. Nhưng sau khi vị tổ vương này hóa đạo thì toàn bộ hư không đế tộc cũng biến mất không thấy. Lịch sử lại có đứt gãy, bởi vậy hư không đế tộc biến mất trong dòng sông lịch sử. Nếu không phải Đông Lâm đế tộc cố ý đi lật cổ tịch, đây vĩnh viễn là một bí ẩn. Lăng Hàn kinh ngạc, Dương Dịch Hoàn, Đế Vô Cực đều là con ruột của đại đế, bị khi đó đại đế phong ấn bọn họ. Mặc dù bọn họ cũng thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng bọn họ cũng chỉ đi đế lộ trùng tu cảnh giới. Nhưng đời này, bọn họ đều thả tu vi ra, giống như tích lũy và xúc thế bộc phát. Việc này làm Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái, thời kỳ nào không được, tại sao phải ở thời đại này? Hơn nữa, hiện tại đế tộc ẩn cư vô số năm cũng đột nhiên xông ra, hiển nhiên cũng muốn tham dự vào thời đại này. Rốt cuộc thời đại này có gì khác thường? Mang theo khó hiểu như vậy, Lăng Hàn đi tới Thiên Mẫu Tinh. Thành Tổ Vương nằm ở vùng đất cực nam của Thiên Mẫu Tinh, khoảng cách cũng không xa xôi. Lăng Hàn cũng không vội tiến lên, hắn bố trí trận pháp trước, sau khi liên kết cả trăm tinh cầu xung quanh với nhau. Trong đó còn có bảy mặt trời, từ đó bảo chứng trận pháp có uy lực cường đại và tạo thành uy hiếp với thánh nhân ngũ tinh. Không có cách, thời gian không đủ, vật, liệu không đủ, hơn nữa hắn cũng không có khả năng bố trí khoa trương như thế, uy lực có thể đạt tới mức chu diệt thánh nhân thất tinh. Làm xong tất cả những việc này, Lăng Hàn cùng Trì Mộng Hàm lại đi tới thành Tổ Vương. Đó là một tòa thành mời, nó được xây dựng cách đây không lâu, nhưng có các đại đế tộc xuất thủ xây dựng, tòa thành này được xây xong sau vài tháng. Nhìn từ xa, tòa thành lớn này tỏa ra hào quang rất chói mắt. Đế uy tràn ngập làm người ta cảm thấy ngạt thở, đó là còn chưa đi vào thành. Nếu cưỡng ép xâm nhập, chỉ cần thần thức không đủ cường đại, khẳng định sẽ bị đế uy xóa đi ý chí và biến thành cái xác không hồn. Vừa vặn rất tốt nhiều người biết rõ tự mình không có hy vọng thành đế, nhưng lại khát vọng cường đại. Bởi vậy, bọn họ cũng tới nơi này, cho dù không vào thành, chỉ đóng quân ở gần đó để chờ mong có thể đạt được cơ duyên. Bởi vậy, tòa thành nguy nga bàng bạc, bên ngoài thành lại có nhiều túp lều mọc lên,
Từ đó nơi này biến thành hỗn loạn không trật tự. Nơi này có đủ loại người, cảnh giới cao nhất thậm chí đạt đến tôn giả, kỳ vọng đế uy giúp bọn họ tiến thêm một bước, cũng có người vừa bước vào tiên đồ, bọn họ thuần túy là chiêm ngưỡng nơi đây. Hai vị, Lăng Hàn cùng Trì Mộng Hàm đang đánh giá xung quanh, không nghĩ tới có người lại tiến lên đón, dáng vẻ còn lấm la lấm lét. Lăng Hàn kinh ngạc, mình và Trì Mộng Hàm đã cải biến hình dáng tướng mạo, vì sao vẫn bị phát hiện? Nhưng nhìn người này rất bình thường, mới vừa bước vào sinh đan cảnh mà thôi. Hai vị, chỗ của ta có hai phiếu xem lễ, không biết các ngươi có hứng thú hay không? Nam tử này thần thần bí bí nói, còn cố ý nhìn xung quanh, giống như muốn xác định không người nghe lén. À, thì ra mình không bị phát hiện. Lăng Hàn thở ra, mỗi lần hắn ngụy trang đều bại lộ thân phận thật nhanh, làm cho hắn cảm thấy rất phiền não. Phiếu xem lễ gì? Hắn hỏi. Nam tử kia xác nhận xung quanh, không ai nghe lén mới nhỏ giọng nói, Lăng Hàn đại nhân giảng đạo. À, Trì Mộng Hàm nhìn về phía Lăng Hàn, nàng tươi cười nghiền ngẫm, Lăng Hàn giảng đạo nha. Khốn khiếp, vì sao ta không biết? Lăng Hàn lắc đầu mà cười. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 5054, giả danh lửa bịp. Chuyện này rất rõ ràng, có người đang mạo danh Lăng Hàn, giả danh lửa bịp. Lăng Hàn cười nói, đúng là Lăng Hàn. Tốt, ta muốn. Nam nhân kia lập tức lộ ra một tia đắc ý biểu lộ, dường như đã sớm dự kiến Lăng Hàn sẽ nói vậy, hắn lộ ra một tia kiêu căng. Mặc dù Lăng Hàn đại nhân giảng đạo chưa từng thu phí, nhưng chính ta bỏ ra thật nhiều ngày sắp xếp nơi giảng đạo. Nói đi, bao nhiêu tiền? Lăng Hàn nói, dáng vẻ tài đại khí thô. Bắt được dê béo. Nam tử kia nghĩ, hắn cảm thấy giá cả ban đầu quá thấp. Lăng Hàn đại nhân cũng không phải mỗi ngày đều giảng đạo, mà là lão nhân gia ông ta thương cảm chúng ta xuất sinh không có bối cảnh, cho nên mới cố ý tổ chức một hồi giảng đạo. Hắn cố ý nhấn mạnh một câu, ý là đừng nhìn ta miễn phí, nhưng cơ hội quá hiếm có, ta muốn cho ngươi, các ngươi đừng có mai một cơ hội này. Lăng Hàn cười nói, tiền không thành vấn đề, như vậy tốt làm. Một vạn đạo thạch. Nam tử kia cắn răng, lớn tiếng nói. Nhìn vẻ mặt của hắn, dường như giá này còn thấp. Hắn lại biết rõ, ban đầu hắn chỉ tính toán bán 1.000 đạo thạch nha. Lần này tăng lên gấp 10, từ đó trái tim nhỏ của hắn đập mạnh hơn trước. Sắc mặt của Lăng Hàn âm trầm, vẻ mặt hắn không vui. Không tốt, khai giá quá cao. Nam tử kia cảm thấy không tốt. Hắn vừa định uốn nắn một chút, đã thấy Lăng Hàn mở miệng. Mới 1 vạn đạo thạch. Ngươi đang xem thường Lăng Hàn đại nhân sao? Lăng Hàn lớn tiếng nói, vẻ mặt tức giận. À, nam tử kia nghẹn họng nhìn chân. Chối, tại sao có thể như vậy? Ngươi ngốc sao? Vậy 2 vạn. Hắn yếu ớt nói. Lăng Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, hung tướng 10 phần. 3 vạn. Nam tử kia lấy hết dũng khí. Lăng Hàn tát hắn một cái, ngươi nhiều lần ô nhục Lăng Hàn đại nhân. Nam tử kia ngạc nhiên, khốn khiếp, như vậy cũng bị đánh. Đây là lý do hắn tăng tiền. Thế nhưng mà, hắn rõ ràng rất tức giận, vì cái gì trong lòng lại sinh ra hàn ý áp chế lửa giận của hắn, tại sao hắn không nổi giận được. 10 vạn. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, hắn đã muốn khóc. Không đúng. Lăng Hàn lại tát một cái, đánh cho nam tử kia quay vòng vài lần. Lại không đúng. Nam tử kia vô cùng ủy khuất, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng người cổ quái như vậy. Vậy ngài nói, bao nhiêu phù hợp? Hắn hỏi. Lăng Hàn cười ha ha, Lăng Hàn đại nhân giảng đạo, đó là vô giá. Vô giá? Vậy bán thế nào? Nam tử kia im lặng, ngơ ngác nhìn Lăng Hàn. Vô giá thì ngươi có bán bao nhiêu cũng là khinh nhờn, biết hay không? Lăng Hàn nói đầy chính nghĩa. Ách, nam tử kia đột nhiên đã hiểu. Qua thật lâu, hắn không phải gặp dê béo, mà là gặp kẻ vắt chảy ra nước. Nhưng hắn bị Lăng Hàn tất hai cái, trong lòng sinh ra hàn ý khó hiểu, từ đó hắn không dám sinh lòng phản kháng. Ta sai rồi, 2 tấm vé này tặng cho các ngươi. Hắn đàng hoàng nói. Ân, như vậy còn tạm được. Lăng Hàn gật gật đầu, nói, tiền không là vấn đề là không có tiền. Hắn nói câu này đã chọc giận đối phương gần chết, nhưng hàn ý sinh ra làm cho hắn không dám xuất thủ. Hắn kỳ quái, mình cũng là ngoan nhân, tại sao huyết tinh lại biến mất?
Trong lòng nghĩ như vậy, hắn vẫn đàng hoàng lấy ra hai tấm vé vào cửa giao cho Lăng Hàn. Hắn muốn đi, lại bị Lăng Hàn ngăn lại. Ngài còn có cái gì phân phó? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết chuyện gì xảy ra, nội tâm nói cho hắn biết, nhất định không thể đắc tội người trước mặt này. Đây là bản năng, trải qua thời gian dài đã giúp hắn thoát chết nhiều lần. Cho nên, hắn cũng cực tin tưởng bản năng này. Lăng Hàn lắc đầu, dáng vẻ như nhìn kẻ ngốc. Địa điểm, đồ ngốc. Nam tử kia liền vội vàng gật đầu, hắn cũng nói địa điểm. Sau đó, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí rời đi, sau khi đi vài bước lại quay đầu, sợ Lăng Hàn lại mở miệng gọi hắn lại, hắn cũng chuẩn bị đáp lại thật tốt. Đợi nam tử kia rời đi, Chi Mộng Hàm lại cười nói, bình thường, ngươi đều khôi hài như thế. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi nha. Lăng Hàn cười nói. Chi Mộng Hàm chỉ cảm thấy thú vị, đệ tử như Bách Lý Thiên có ai không phải kiêu ngạo tới cực điểm, có thú vị như Lăng Hàn hay sao? Nếu bọn họ gặp phải việc này sẽ xuất thủ đánh chết tại chỗ. Lăng Hàn có danh tiếng sát thủ đệ tử, đại ma đầu, nhưng hắn tuyệt đối không phải người tính toán chi li. Đi thôi, ta phải đi xem vị Lăng Hàn đại nhân kia một chút. Lăng Hàn cười nói. Ân. Chi Mộng Hàm gật đầu. Hai người đi tới địa điểm, chỉ thấy nơi này là khu đất trống, lúc này đã bố trí cái rạp vây quanh và tạo thành đạo trường lộ thiên. Ách, đây chính là nơi Lăng Hàn giảng đạo hay sao? Nơi này còn có một cái cửa ra vào, có hai người đang bảo vệ. Lăng Hàn đi qua, sau đi đưa vé liền tiến vào trong. Sau khi đi vào, phát hiện nơi này có thật nhiều người đang ngồi, ánh mắt bọn họ thật cuồng nhiệt. Có thể tưởng tượng, bởi vì người nơi này sùng bái Lăng Hàn mù quáng mới phạm sai lầm nhỏ nhặt như thế. Lăng Hàn và Chi Mộng Hàm đi tìm nơi ngồi xuống, bọn họ đã cải biến hình dạng, tự nhiên không cần lo lắng bị người khác nhận ra. Nhưng thiên tính thức trưng diện, mặc dù Chi Mộng Hàm cải biến bộ dáng nhưng vẫn đẹp tới mức kinh người. Bởi vậy, nàng lập tức hấp dẫn thật nhiều ánh mắt. Mặc dù nàng thu liễm khí tức thánh nhân, nhưng nàng cũng là tồn tại đứng đầu võ giả, có xu thế không giận tự uy, có ai dám làm loạn chứ? Hai, người yên tĩnh chờ đợi, thời gian chậm rãi qua đi, phía sau lại tới mấy người, tất cả nên đến cũng đã đến, cuối cùng có một nam tử giống người phụ trách đi ra. Các vị, đợi lâu. Hắn lớn tiếng nói, cho nên ta không nói nhảm nhiều lời, lập tức mời Lăng Hàn đại nhân ra đây. Lập tức, tiếng vỗ tay vang lên như sấm động, mỗi người đều cuồng nhiệt vỗ tay. Sách, đúng là nhiều người sùng bái. Chi Mộng Hàm nhìn Lăng Hàn, bên trong ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái. Đây chính là nam nhân mà nàng lựa chọn, thú vị, có lương tâm, lại vô cùng mạnh mẽ. Xèo, lúc này một người xuất hiện. Lăng Hàn cùng Chi Mộng Hàm đều ngạc nhiên, bởi vì người này lớn lên thật sự giống Lăng Hàn. Ân, đã không thể dùng giống để hình dung, mà là giống nhau như đúc. Đối với võ giả mà nói, cải biến tướng mạo rất dễ dàng, cho nên ngụy trang thành hắn người tự nhiên cũng chỉ là việc rất nhỏ. Đúng là dụng tâm. Lăng Hàn lộ ra một tia sát ý, nếu như Lăng Hàn này giả danh lừa bịp quá nhiều, thậm chí dụ dỗ thiếu nữ ngây thơ, như vậy hắn ngày hôm nay tuyệt đối phải khai sát giới. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 5055, Lăng Hàn giả. Trên đài cao, Lăng Hàn giả bắt đầu giảng đạo. Nghe hắn nói bậy một lúc, Lăng Hàn cùng Chi Mộng Hàm đều ngạc nhiên. Nguyên nhân người này mặc dù nói khoác rất lợi hại, nhưng có nhiều chỗ giảng được rất có đạo lý, có thể dẫn dắt người khác. Cho nên, hắn mặc dù giả danh lừa bịp, nhưng cũng không phải không có chút năng lực. Sau khi giảng nửa ngày, Lăng Hàn giả tuyên bố lần giảng đạo này kết thúc. Lúc này tất cả mọi người lưu luyến không rời, cực lực giữ lại, bảo hắn nói thêm một hồi. Được rồi, nếu mọi người nhiệt tình như vậy. Lăng Hàn giả nói, ta nghĩ thu hai tên đồ đệ, xem trong các ngươi có người phù hợp hay không. Lời này vừa nói ra, lập tức làm mọi người hưng phấn. Lăng Hàn giả đi trong đám người, dường như hắn đang tìm kiếm. Hắn nhìn thấy rõ Lăng Hàn cùng Chi Mộng Hàm, gia hỏa này nói yêu cầu nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân xinh đẹp. Không lâu sau đó, hắn đã thu được một nữ đệ tử. Sau đó, Lăng Hàn giả đi lòng vòng, xuất hiện ở trước mặt Lăng Hàn cùng Chi Mộng Hàm. Thời điểm nhìn thấy Chi Mộng Hàm, Lăng Hàn giả lập tức lộ ra vẻ mặt kinh diễm, qua thật lâu vẫn không thu liễm được, có chút mê đắm nói, ngươi tên là gì? Chi Mộng Hàm không có trả lời,
mà là hỏi ngược lại, ta thích nhất chính là Lăng Hàn đại nhân xâm nhập Đông Lâm đế tộc cướp cô dâu. Không biết có thể nhìn thấy Chỉ tiên tử hay không? Tự mình lại gọi mình là tiên tử, có chút vô sỉ à. Lăng Hàn nói thầm trong lòng, hắn không dám nói ra khỏi miệng, bằng không thì ban đêm khẳng định sẽ ngủ riêng. Lăng Hàn giả không chút hoang mang, Mộng Hàm có việc bận rộn, tạm thời ngươi khẳng định không gặp được. Nhưng nếu ngươi bái ta làm sư thì có thể gặp được. Thực sao? Chỉ Mộng Hàm cố ý lộ ra vẻ kích động. Đương nhiên là thực. Lăng Hàn giả động tâm, hắn đưa tay bắt lấy tay của Chỉ Mộng Hàm. Chẳng qua khi hắn vươn tay lại nhe răng, tại sao bàn tay không bóng loáng nhẫn mịn? Lúc nhìn lại thì thấy đó là tay của Lăng Hàn. Hắn vội vàng buông tay, cầm tay của nam nhân làm hắn buồn nôn. Ta bây giờ không nói với ngươi, đi qua một bên. Hắn trách mắng Lăng Hàn. Lăng Hàn cười một tiếng, ta cũng có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Ta cảm thấy rất hứng thú về việc Lăng Hàn cướp cô dâu. Đúng a đúng a. Người xung quanh nhao nhao nói, chuyện cướp cô dâu được truyền đi xôn xao nhất. Rất nhiều người lấy ra làm đề tài nói chuyện. Được rồi, nếu mọi người hiếu kỳ như vậy, ta sẽ lặp lại lần nữa. Lăng Hàn giả cười nói, bắt đầu nói đến cố sự lúc hắn xông vào Đông Lâm đế tộc, chiến Bách Lý Thiên cướp cô dâu. Dù sao hắn không phải đương sự, có lẽ thông qua xem tinh võng trực, tiếp nên khi nói sẽ lộ ra sơ hở. Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm thỉnh thoảng vạch trần, Lăng Hàn giả lại không thèm để ý chút nào, trực bác bỏ là hai người nhớ lầm. Đợi hắn nói xong, tất cả mọi người vỗ tay, cố sự anh hùng cứu mỹ nhân như thế, nghe bao nhiêu cũng không chán. Hơn nữa, hắn vì đáp nặn Lăng Hàn thiết hán nhu tình, còn tăng thêm rất nhiều lời âu yếm, đều là Lăng Hàn lặng lẽ nói với Chỉ Mộng Hàm, cũng không có bị tinh võng trực tiếp. Việc này cũng thỏa mãn nội tâm hiếu kỳ của mọi người, từ đó hắn càng thỏa mãn. Chỉ Mộng Hàm cười cười, nàng nói với Lăng Hàn, tại sao ta không nhớ ngươi nói với ta như thế? Ách, ta cũng không nhớ rõ. Lăng Hàn lắc đầu. Chỉ Mộng Hàm lại nhìn về phía Lăng Hàn giả, ngươi khi nào trở thành phu quân của ta, tại sao ta không biết? À, đây là ý gì? Chỉ Mộng Hàm tâm niệm vừa động, dung mạo của nàng biến hóa trở về ban đầu. Chỉ Mộng Hàm, là Chỉ tiên tử, thực sự là nàng. Tất cả mọi người kinh hô, khi Chỉ Mộng Hàm biến hóa, nàng mơ hồ lộ ra khí tức thánh cấp, tất cả mọi người đều tin tưởng nàng. À, việc này liền kỳ quái. Vị này là Chỉ Mộng Hàm, tại sao nàng đứng chung với nam nhân xa lạ mà không nhận ra Lăng Hàn? Lăng Hàn giả cũng sững sờ, hắn không nghĩ tới giả danh lừa bịp lại gặp chính chủ. Hắn cười ha ha một tiếng, buổi sáng thức dậy sớm, quên đi, ta đi trước. Chậm đã, Chỉ Mộng Hàm yêu kiều nói, ngươi còn chưa giải thích với ta. Giả mạo ai cũng có thể, nhưng dám can đảm giả mạo nam nhân của nàng, việc này tuyệt đối không cho phép. Oanh, nàng phóng thích ra khí tức thánh nhân ép thẳng về phía Lăng Hàn giả. Đừng nhìn chỉ là một đạo khí tức, nhưng thánh nhân cường đại cỡ nào, bảo đảm đa số tôn giả xung quanh phải quỳ xuống. Nhưng mà, chuyện kế tiếp làm Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm kinh hãi. Nguyên nhân đạo khí tức này xung kích lên người Lăng Hàn giả, thế mà hắn không có phản ứng gì. Lăng Hàn sinh ra chiến ý, vẫy tay, bành, một đạo địa khí xuất hiện và hóa thành hình người giống Lăng Hàn hắn, cũng ngăn cản Lăng Hàn giả. Mọi người không có ngạc nhiên, bọn họ thông qua tinh võng cũng biết đây là tuyệt chiêu của Lăng Hàn. Thế nhưng mà, tại sao lại có địa khí xuất hiện? Chẳng lẽ mọi người đều nhìn sang Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm, chẳng lẽ hai vị này mới là thật? Lăng Hàn, Chỉ Mộng Hàm. Tất cả mọi người kích động, qua hồi lâu, thì ra bọn họ bị lừa, chính chủ đã xuất hiện. Lăng Hàn giả cũng bật cười, hắn không bối rối khi bị vạch trần, ai, đúng là vận khí kém, lần thứ nhất giả mạo đã lộ tẩy, lần sau mạo danh phải thắp nén hương trước. Cái này nhìn như ở kiểm điểm, kỳ thật nhưng không có một điểm ý nhận sai. Ngươi là ai? Chỉ Mộng Hàm hỏi. Tiểu Hàm Hàm, ta là Hàn ca ca của ngươi đấy. Lăng Hàn giả cười nói. Oanh! Địa khí hóa thành hình người tấn công Lăng Hàn giả. Lăng Hàn thật không có xuất thủ, bởi vì nếu hắn xuất thủ, lực lượng thánh cấp thật đáng sợ, người nơi này sẽ chết rất nhiều. Lòng dạ đàn bà, Lăng Hàn giả từ tốn nói, hắn xuất ra một trường, bành, địa khí biến thành hình người lập tức vỡ nát, mà khí tức thánh nhân xung kích nghiền nát đám người xung quanh thành cặn bã. Thậm chí, dư ba xung kích còn tạo thành đả kích hủy diệt với nơi này, thật nhiều người thậm chí chưa ý thức xảy ra chuyện gì đã hóa thành cho bụi. Ngươi, đôi mắt Lăng Hàn bắn ra một tia lửa giận, đúng là điên cuồng. Dạy ngươi một đạo lý, muốn đăng lâm tuyệt đỉnh,
tuyệt đối không nên có đồng tình, thương hại, loại tâm tình này sẽ làm liên lụy ngươi. Lăng Hàn giả từ tốn nói, lúc này, dung mạo của hắn đã biến hóa. Đó là nam tử trẻ tuổi, thân mang một kiện trường bào màu đen, anh dung anh tuấn, hạch tâm đôi mắt còn có màu hoàng kim. Đây chính là lý do ngươi giết người. Lăng Hàn trầm giọng nói. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn báo thù cho bọn họ? Lăng Hàn giả nhún vai. Các bạn đang nghe truyện thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 5056, đánh bạc tinh vực. Lên trời cao đánh một trận chiến, Lăng Hàn bay lên không trung. Lăng Hàn giả thì không nhanh không chậm, hắn cũng bay lên không trung, hắn nhìn Lăng Hàn, trong mắt lộ ra vẻ cao ngạo, lấy thân tôn giả có thể đối kháng thánh nhân, ngươi thật sự bất phàm. Dạng thiên tài này, ta cũng không muốn giết. Cho ngươi một cơ hội, lập tức thần phục ta, ta lưu cho ngươi một mạng. Lăng Hàn bật cười, ngươi thật sự biết mơ mộng hảo huyền. Thực lực của hắn đã nhập thánh cấp, ý nghĩa chỉ cần hắn chạy trốn, cho dù là thánh nhân cửu tinh cũng không có khả năng ngăn được. Cho nên, đế tộc mới có thể kiêng kỵ hắn, cũng trơ mắt nhìn cửu dương thánh địa mở lại, bọn họ cũng không dám thả dám. Nguyên nhân không có biện pháp tiêu diệt Lăng Hàn, bọn họ tạo thêm uy hiếp cho mình làm gì? Trừ phi bọn họ cũng thức thời, không quan tâm tiểu bối đế tộc, cả đời hạ quyết tâm ở trong trận pháp đại đế thẳng đến khi Lăng Hàn chết già. Mấu chốt là, Lăng Hàn vô cùng có khả năng thành đế, ở trong đế trận thì thế nào? Xèo, 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 lúc này, đế tử bên trong thành tổ vương đều bay ra, bọn họ cũng cảm nhận chấn động từ nơi này, khẳng định sẽ đi ra xem xét tình huống. Một là Lăng Hàn, ai nhìn cũng nhận ra, nhưng mà, một người khác là ai? Hoàn toàn không biết. Nhưng mà, người này tuyệt đối trẻ tuổi, nhiều lắm chỉ mới vạn tuổi, cũng không biết là thánh nhân nơi nào. Huynh đệ, ngươi đến đấy. Hầu ca cũng xuất hiện, bên cạnh còn có đại hắc cẩu cùng tiểu thanh long. Lăng Hàn cười một tiếng, ta tới. Chỉ trong nháy mắt, đế tử đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Thánh nhân rất mẫn cảm với khí tức, người xuất thủ người là Lăng Hàn giả càng rõ ràng. Lúc này bọn họ đều có chung kẻ thù, dám ra tay ngoài thành tổ vương, hơn nữa còn là lực lượng thánh cấp, cũng không cảm thấy cố kỵ chút nào. Việc này chính là khiêu khích đế tộc. Đối mặt nhiều đế tử thánh cấp như vậy, Lăng Hàn giả không quan tâm. Ngươi là ai? Trong thế hệ Hoàng Kim, Yến An Minh hỏi, sắc mặt hắn vô cùng đáng sợ. Với hắn mà nói, địch nhân của Lăng Hàn chính là bằng hữu của bọn họ, nhưng ngươi ngang nhiên vận dụng lực lượng thánh cấp ngoài thành tổ vương thì quá mức rồi. Lăng Hàn giả mỉm cười, ta tên Lục Tầm. À, chỉ như thế. Lục Tầm, có người biết là ai chăng? Mặc kệ ngươi là Lục Tầm hay Hải Tầm, ăn một quyền của ta trước. Lăng Hàn giết tới, hắn xuất ra một quyền. Oanh, bởi vì khai chiến trong hư không, Lăng Hàn tự nhiên không hề cố kỵ. Lục Tầm cười nhạt, hắn vung tay phải ngăn cản Lăng Hàn. Oanh, oanh, oanh. Hai người kịch chiến, Lục Tầm thong dong tự nhiên, hắn xuất chiêu thành thạo điêu luyện. Thánh nhân tam tinh, mọi người kinh hô, quá cường đại, đúng là thánh nhân tam tinh. Lăng Hàn đúng là yêu nghiệt, rõ ràng chỉ là tôn giả tam tinh, nhưng thực lực lại có thể so sánh với thánh nhân nhị tinh. Nhưng mà so sánh với thánh nhân tam tinh, cho dù là lực lượng hay quy tắc, hắn vẫn còn kém đối phương không ít. Hơn nữa, Lục Tầm một kích có thể đánh ra bốn đạo quy tắc bát tinh, việc này tạo thành nghiền ép với Lăng Hàn. Bởi vậy, mặc dù hắn chỉ vận dụng một tay cũng tùy tiện có thể ngăn cản Lăng Hàn, thậm chí còn chiếm thượng phong. Đương nhiên, không có người nào xem thường Lăng Hàn. Tôn giả tam tinh lại nắm giữ chiến lực thánh nhân nhị tinh, như vậy chưa đủ châu bò hay sao? Thực, gia hỏa này trưởng thành đến tôn giả cửu tinh, thực có thể đánh một trận với thánh nhân ngũ tinh. Phải biết, trên đời này mới bao nhiêu thánh nhân, mà thánh nhân cao giai chiếm tỷ lệ bao nhiêu. Lăng Hàn như thành tôn giả cửu tinh, tuyệt đại bộ phận thánh nhân đều không phải đối thủ của hắn. Nghĩ như vậy, kinh khủng bực nào. Phải biết, tôn giả tăng lên một tiểu cảnh giới dễ dàng hơn bọn họ rất nhiều, dù sao trừ lĩnh ngộ thiên đạo ra, chỉ cần tiên khí là đủ rồi, nhưng thánh nhân, thì sao? Tiến một bước khó như lên trời. Nhìn xem, cho dù là Hầu Ca, Bách Lý Thiên, Yến An Minh bước vào thánh cấp nhưng hiện tại đạt tới nhị tinh hay chưa? Không có một ai. Lăng Hàn, hẳn là thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất. Nhưng vấn đề là, hiện tại lại xuất hiện vương giả trẻ tuổi là thánh nhân tam tinh. T, khủng bố,
hắn xuất hiện từ đâu. Hai người kịch chiến, Lăng Hàn thi triển hết chiến lực nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, hắn cuối cùng không thể áp chế đối phương. Hắn đang muốn vận chuyển trận pháp, không nghĩ tới Lục Tầm lại đẩy lùi hắn, không sai biệt lắm cũng nên làm chính sự. Chính sự, Lăng Hàn không có vội vã xuất thủ, hắn cũng tò mò lai lịch của Lục Tầm, mặc dù hắn đã đoán được một nửa. Lục Tầm cười nhạt một tiếng, nói, người đã đến đông đủ, đều đi ra đi. À, hắn nói với ai? Đúng lúc này, chỉ lại có từng bóng người xé rách hư không xuất hiện. Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng, Hà La, Đế Vô Cực, Đồng Minh Ngũ Tình Đồng. Ê! Các đế tử cũng nhao nhao tỉnh ngộ, những người này đều là đại biểu cho âm phủ. Rất kỳ quái, tại sao người sống lại hợp tác với âm hồn, hơn nữa, bọn họ hợp tác thế nào? Dương gian, âm phủ là đối lập về bản chất. Cho dù mâu thuẫn của đế tộc cùng Lăng Hàn lại lớn, sau khi Lăng Hàn thành đạo có đi trả thù, nhưng cơ bản không có khả năng diệt tộc bọn họ. Oan có đầu, nợ có chủ, không có khả năng một tộc trên dưới đều không có người tốt. Người có thể thành đế, có ai không có lòng dạ và khí lượng, nhưng âm hồn thì khác. Một khi để âm phủ chiếm cứ dương gian, khi đó toàn bộ sinh linh sẽ xong đời. Hoàn cảnh âm phủ không thích hợp với người sống, đây là đối lập bản chất, hoàn toàn không sống được. Cho nên, mặc dù đế tử hận Lăng Hàn gần chết, nhưng hiện tại bọn họ sẽ nhất trí đối ngoại. Đương nhiên, bọn họ cũng khó hiểu, rõ ràng âm dương đối lập tuyệt đối, vì cái gì đám người Dương Dịch Hoàn lại hợp tác với âm phủ đâu. Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng, Hà La đã thành thánh, nhưng bọn họ trước mắt CHILA thánh nhân nhất tinh, đế vô cực, đồng minh là nhị sao. Chỉ có Lục Tầm cùng Ngũ Tinh Đồng đạt đến tam tinh, thánh hỏa ba màu trắng, đỏ, cam bộc phát rất rõ ràng. Nhìn thế hệ hoàng kim hiện tại, thánh hỏa thuần một sắc màu trắng, chênh lệch không phải lớn bình thường. Lục Tầm chắp tay sau lưng, hắn nói với các đế tử, ngày hôm nay tới đây chính là muốn đánh cược với các ngươi. Đánh cược gì? Yến An Minh đại biểu các đế tử nói chuyện, hắn và Bách Lý Thiên là thế hệ hoàng kim bước vào thánh vị sớm nhất. Hiện tại Bách Lý Thiên không ở đây, hắn tự nhiên có thể đại biểu các đế tử trả lời. Lục Tâm nhoẻn miệng cười, đánh bạc tinh vực. Các ngươi thắng một trận, chúng ta trả một tinh vực cho các ngươi. Nếu chúng ta thắng một trận, vậy thì các ngươi thu trận pháp giao tinh vực cho chúng ta. Đánh bạc thật lớn. Tinh vực, không phải tinh thể. Yến An Minh lập tức lắc đầu, trong các ngươi đã có thánh nhân nhị tinh và tam tinh, làm sao mà đánh? Có thể bước vào thánh vị, có ai không phải thiên tài trong thiên tài? Cho dù là thế hệ hoàng kim cũng không nắm chắc chiến đấu vượt cấp, huống chi đám người Lục Tầm đều là con ruột của đại đế, thiên phú hoàn toàn không kém gì bọn họ. Đây không phải là thất bại sao? Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 5057, Phản Khiêu Chiến. Lục Tâm mỉm cười, yên tâm, nếu thật đánh cược, chúng ta sẽ áp chế tu vi, bảo đảm đánh nhau cùng cấp. Như thế nào, dám đánh cược không? Đã nói tới mức này, các đế tử dám không tiếp hay sao? Đánh nhau cùng cấp cũng không dám, vậy các ngươi còn có mặt mũi xung kích đế vị? Có đại đế nào sợ hãi như thế không? Đánh cược. Một giọng nói vang lên trên thiên mẫu tinh, khí thế vô cùng bàng bạc. Vẻ mặt của đám người Dương Dịch Hoàn nghiêm túc. Thánh nhân thất tinh là thấp nhất. Họ mạnh hơn các thánh nhân bình thường, nhiều lắm chỉ vượt qua một hai tinh mà thôi, kém bốn tinh. Cho dù bọn họ liên thủ cũng không thắng được, cũng chỉ có thể bỏ trốn mà thôi. Đế tử đều biết rõ, đây là thánh nhân đế tộc tọa trấn nơi này, hắn không phải thất tinh, mà là bát tinh. Tuyên hỏa thánh nhân, thuộc về Hồng Liên đế tộc. Nếu vị thánh nhân này đã mở miệng hứa hẹn, như vậy sẽ không sợ. Tốt, vậy thì đánh cược. Yến Đông Minh gật gật đầu, nói, quy tắc thế nào? Tùy ý phái người ra sân, đánh nhau cùng cấp, người thua không thể tái chiến. Người thắng chiến đấu nhiều nhất 3 trận. Lục Tâm đã sớm nghĩ kỹ, lập tức nói ra quy tắc đánh cược. Các đế tử đều gật đầu, đánh nhau cùng cấp, nếu bọn họ không thắng thì chẳng có gì để nói nữa. Ta tới trước. Bích Lạc đế tộc Hàn Vân đi lên trước. Ha ha, ta tới đi. Dương Dịch Hoàn cười một tiếng, hắn chắp tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt, dường như không đặt Hàn Vân vào mắt. Hừ, Hàn Vân vô cùng tức giận. Hai người lập tức khai chiến. Hàn Vân bộc phát toàn bộ chiến lực, hai đạo quy tắc bát tinh hòa vào trong lực lượng, từ đó công kích của hắn mạnh hơn trước rất nhiều.
Dương Dịch Hoàn không phải vô tích sự, hắn dùng hai tay va chạm với Hàn Vân, nhưng mà người nào cũng có thể nhìn ra hắn chiếm thượng phong. T. Thánh nhân đọ sức, có ai dám thu lực? Phải biết, thánh nhân một kích kinh khủng cỡ nào, nếu như bị đánh trúng thì xong đời. Hàn Vân giống to, hắn nhiều lần sử dụng đế thuật, hơn nữa còn dựa vào thánh khí gia trì. Thánh khí vừa ra, cho dù là Dương Dịch Hoàn cũng không dám sơ ý, hắn cũng lấy ra thánh khí. Hai người tái chiến, trình độ kịch liệt tăng thêm một bước. Nhưng mà, Dương Dịch Hoàn thật sự cao hơn một bậc, mọi người thấy rõ ràng, hai người đều vận dụng hai đạo quy tắc bát tinh. Nhưng Dương Dịch Hoàn vận dụng càng thuận buồm xuôi gió, thậm chí vận dụng thiên mã hoành không, làm cho người ta không dám xem thường. Có điều hơn trăm chiêu, Hàn Vân không thể không rời khỏi chiến đoàn, chủ động nhận thua. Tiếp tục đánh nữa, hắn có thể trọng thương, thậm chí bị giết chết. Mặc dù hắn nhận thua mang ý nghĩa mất đi một tinh vực, nhưng một tinh vực làm sao quan trọng bằng mạng của hắn. Đối kháng âm hồn, thánh nhân chính là lực lượng trọng yếu nhất. Như thế, Dương Gian sẽ mất đi tiên cơ. Dương Dịch Hoàn lại khiêu chiến, đế tử bên này, Y Thái Thư nghênh chiến, hắn vẫn thua. Ba trận chiến qua đi, Dương Dịch Hoàn chiến thắng toàn bộ. Thời điểm đánh trận thứ tư, Dương Dịch Hoàn cười cười, lui xuống, do Phong Diệu Lăng tiếp nhận. Kết quả, Phong Diệu Lăng lại thắng ba trận. Chuyện này, các đế tử thua đầy bụi đất, sáu trận chiến sáu bại, mặc dù trong bọn họ còn có Yến Đông Minh không có xuất thủ, nhưng Yến Đông Minh chỉ mạnh hơn người khác một ít. Tất cả mọi người đều là thế hệ Hoàng Kim, tại sao chênh lệch lại lớn như thế? Làm sao bây giờ? Không có người tiến lên ứng chiến, để Hà La cảm thấy không thú vị. Hắn cười nói, a, đối thủ của ta. Các đế tử hết sức khó xử, đã bị địch nhân cưỡi trên đầu, nhưng bọn họ không có biện pháp gì. Nhưng cậy mạnh thua chẳng những mất mặt, thậm chí sẽ tổn thất càng nhiều tinh vực. Loại chuyện xấu như vậy, có ai ngu xuẩn đi làm? Ai, vô vị. Hà La lắc đầu, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ. Đây là khiêu khích trần trụi, các đế tử làm thế nào? Ta đánh với ngươi. Lúc này, một giọng nói vang lên. Mọi người nhìn sang, không phải Lăng Hàn hay sao? Hà La lập tức lộ ra một chút xấu hổ. Nếu như buông tay đánh một trận với Lăng Hàn, hắn đương nhiên sẽ không thua. Nhưng mà, Lăng Hàn chỉ là tôn giả, hơn nữa còn là tam tinh. Nếu hắn giảm tu vi xuống tôn giả, hắn là đối thủ của Lăng Hàn hay sao? Chênh lệch giống như trời và đất. Không cần so, tính ngươi thắng ba trận. Lục Tầm mở miệng, mười phần hào phóng. Chính là như thế, bọn họ vẫn thắng ba trận, có thể thu hoạch được ba cái tinh vực. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói, nếu các ngươi đã đổ ước, ta cũng có. Đổ ước, không biết các ngươi có dám tiếp hay không? Đổ ước gì? Lục Tầm hỏi, hắn cười nhạt. Lăng Hàn cười một tiếng, các ngươi không cần áp chế tu vi đánh với ta, có thể thắng ta, liền có thể đạt được 10 cái tinh vực. Trái lại, ta thua một trận cũng giao ra 10 cái tinh vực. Đây là phản kích. Nhưng mà, các đế tử đều lắc đầu. Ngươi điên rồi sao? Ngươi mạnh hơn nữa cũng chỉ là tôn giả tam tinh, chiến lực chống đỡ có thể so sánh với thánh nhân nhị tinh, nhưng bên phía Lục Tầm có hai thánh nhân tam tinh. Thiên phú võ đạo của bọn họ còn vượt qua thế hệ Hoàng Kim một chút, cho nên, chiến lực giống như Lục Tầm, ngũ tinh đồng đều đạt tới thánh nhân ngũ tinh. Ngươi thắng như thế nào? Đây không phải tặng tinh vực hay sao? Chẳng lẽ, kỳ thật ngươi là nội ứng của âm phủ? Ha 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 ha. Lục Tầm cười to, sau đó lắc đầu, nói, ngươi có thể làm chủ được sao? Thắng bại của việc này liên quan tới tinh vực, mặc dù tinh vực của Dương Gian lấy vạn mà tính, nhưng mà, trong tình huống trước mắt, mỗi cái tinh vực đều có quan hệ quá lớn. Lăng Hàn, không được hồ nháo. Đây cũng không phải là thời điểm ngươi khoe khoang. Các đế tử đều ngăn cản, nói giỡn, không có đạo lý tặng tinh vực như thế. Có thể. Đúng lúc này, giọng nói của thánh nhân cao giai lại vang lên trên thiên mẫu tinh, giọng nói cực kỳ vang dội. Cái gì? Tuyên hỏa thánh nhân đáp ứng. Đế tử đều giật mình, không thể tin được. Nhưng mà, thánh nhân hứa một lời giống như thiên địa pháp chỉ, không tuân, sẽ bị thiên địa trừng phạt. Được. Vậy thì đến chiến. Lục Tâm gật đầu. Ta tới trước đi. Hà La đi ra. Có thể thắng thêm mấy trận. Trước đó hắn bị Lục Tâm thay nhận thua, trong lòng cũng có khó chịu. Nhưng mà, đánh nhau cùng cấp, hắn thật sự không phải đối thủ của Lăng Hàn, không thể làm gì. Mà bây giờ lại buông tay đánh cược một lần, hắn tự nhiên muốn xuất chiến, tự tay vãn hồi mặt mũi này. Nhưng hắn là con của đại đế, lòng tự trọng lớn cỡ nào.
Lục Tâm nghĩ nghĩ, vui vẻ gật đầu. Lăng Hàn thua một trận, bọn họ có thêm 10 tinh vực, cớ sao không làm? Hà La nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, oanh, khí tức đáng sợ bắt đầu bộc phát. Chết đi! Hắn giết tới, một kích của hắn mang theo ba đạo quy tắc bát tinh. Cái gì? Các đế tử đều sợ hãi, thánh nhân nhất tinh có thể đánh ra ba đạo quy tắc bát tinh. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 5058, Binh Lâm Thành Hạ. Hà La dù sao cũng là Hà La A, là thiên kiêu thượng cổ, mai táng nhiều thế hệ, không ngừng tiến vào đế lộ. Nếu như hắn chỉ ngang với thế hệ Hoàng Kim, hắn không mất mặt hay sao? Đến giai đoạn thánh nhân này, quy tắc bát tinh cũng không phải tụ lực là sinh ra, toàn bằng cảm ngộ thiên địa. Ngươi nắm giữ bao nhiêu quy tắc trong tay, ngươi có thể đánh ra bao nhiêu quy tắc, không có cái gọi là xúc tích hay không xúc tích. Có thể thành thánh, không ai là hạng soàng xĩnh, có ai không phải thiên tài trong thiên tài. Bình thường, thánh nhân nhất tinh chỉ có thể nắm giữ một đạo quy tắc bát tinh, thiên phú châu bò một chút chỉ có thể nắm giữ hai đạo, Hà La một kích đánh ra ba đạo đã dọa mọi người. Chiến lực này có thể so tài với thế hệ Hoàng Kim thánh nhân nhị tinh một chút. Khó trách đám người Hàn Vân trước đó thất bại thảm hại. Lăng Hàn cười ha ha, hắn vung quyền nghênh tiếp, 30 đạo quy tắc thất tinh đan vào nhau, từ đó tỏa ra chiến lực không hề yếu hơn quy tắc bát tinh. Oanh, 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 hai người đụng nhau, ở trên quy tắc, Lăng Hàn hoàn toàn kiêu ngạo, nhưng ở trên lực lượng, tôn giả trung quy không thể so sánh với thánh nhân. Bởi vậy, Lăng Hàn đã lâm vào hạ phong, nhưng mà, chênh lệch không đủ phân thắng bại, hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt. Quy tắc giống nhau, lực lượng chênh lệch không thể tạo thành nghiền ép. Mọi người xem ra, hẳn là Hà La thắng dễ dàng. Nguyên nhân Hà La sống lâu hơn Lăng Hàn, hơn nữa nhiều lần đi qua đế lộ, hắn kịch chiến với thiên kiêu nhiều thời đại, thậm chí trong đó còn có thể có đại đế ngày xưa. Đây là kinh nghiệm chiến đấu kinh người cỡ nào. Trái lại Lăng Hàn thì sao? Hắn thiên tài hơn nữa cũng chỉ sống vài trăm năm, hắn có thể so kinh nghiệm với Hà La sao? Cho nên, chiến đấu lâu, song phương khẳng định sẽ lộ ra sơ hở, mà Hà La có kinh nghiệm chiến đấu mạnh hơn Lăng Hàn. Trận đầu, Lăng Hàn sẽ thảm bại. Các đế tử đều lắc đầu, ban đầu tưởng rằng Lăng Hàn chí ít có thể thắng được một trận, như vậy bọn họ có thể kêu gọi ngừng chiến đấu, ngược lại có thể thắng được 7 cái tinh vực. Nhưng còn bây giờ thì sao, phải thua 13 tinh vực. Đám người Dương Dịch Hoàn mỉm cười, theo bọn họ nghĩ, Hà La có thể thủ thắng là chuyện đương nhiên. Chỉ cần chiến lực tương đương, nói đến kinh nghiệm chiến đấu, ai có thể so sánh với vương giả thượng cổ như bọn họ. Nhưng càng chiến đấu, mọi người lại kinh ngạc phát hiện, Lăng Hàn chiếm ưu ở phương diện kinh nghiệm chiến đấu. Làm sao có thể? Không có người nào công kích hoàn mỹ, khác nhau ở chỗ giấu sơ hở không cho đối phương bắt được, hoặc là chiến lực nghiền ép, khi đó sơ hở hay không sơ hở, trực tiếp có thể nghiền ép. Cho nên, cấp độ chiến lực giống nhau giao chiến, cho dù là ai cũng khó làm gì nhau, cho nên phải dựa vào kinh nghiệm phân thắng thua. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng mà, Hà La lại không bằng Lăng Hàn. Làm sao có thể chứ? Đám người Dương Dịch Hoàn không dám tin, từng người nghiêm túc, bởi vì bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Thật có thiên tài chiến đấu như vậy, chỉ có kinh nghiệm chiến đấu mấy trăm năm liền vượt qua người khác cả vạn năm. Cái này, nhưng bọn họ làm sao biết, Lăng Hàn ở thế giới mới gần 200 năm, nhưng hắn sống trong nguyên thế giới bao lâu? Mặc dù phương thức chiến đấu trong nguyên thế giới hoàn toàn khác biệt, nhưng kinh nghiệm chiến đấu là giống nhau. Một trận chiến này, tất cả mọi người thấy rõ ràng, Lăng Hàn giấu sơ hở tốt hơn, năng lực chiến đấu của hắn vượt xa Hà La. Nếu không phải Hà La có ưu thế lực lượng, chỉ sợ hắn đã sớm bị Lăng Hàn đánh bại. Dù là như thế, hắn cũng rơi vào hạ phong, thua là vấn đề thời gian. Lăng Hàn, không hổ là vạn cổ đệ nhất tôn, quá châu bò. Đế tử đều không thể ngăn cản, hắn kém một cái đại cảnh giới lại sắp chuyển bại thành thắng. Ha ha, mang tới vẻ vang cho dương gian chúng ta. Nơi này đương nhiên không chỉ có đế tử, còn có rất nhiều người của thế lực nhỏ, nhìn thấy kịch chiến trên tinh không, mọi người rất vui vẻ. Trước đó dương gian liên chiến liên bại, việc này đả kích sỉ khí mọi người thật lớn, trong tình huống khẩn cấp lại có Lăng Hàn đứng ra. Lăng Hàn chiếm thượng phong, hắn không ngừng áp bách Hà La càng lúc càng lớn, cũng phóng đại ưu thế của mình. Hà La miễn cưỡng ngăn cản mấy trăm chiêu liền nhận thua.
Nếu như đây là sinh tử chiến, hắn còn có rất nhiều tuyệt chiêu có thể dùng ra, nhưng chỉ là đọ sức, hắn cũng không nguyện lộ át chủ bài. Trên thực tế, Lăng Hàn cũng có đại chiêu chưa hề dùng tới đấy. Hắn cố ý, nguyên nhân để lộ át chủ bài quá nhanh, kế tiếp còn có người đánh với hắn sao? Ha ha, Lăng huynh quả nhiên cường đại. Đế Vô Cực cảm thán nói, đáng tiếc, ngươi thực sự sinh sai niên đại. Hắn đi ra, trở thành đối thủ thứ hai của Lăng Hàn. Lăng Hàn nghiêm túc, đây chính là thánh nhân nhị tinh. Đế Vô Cực xuất thủ, oanh, quy tắc đan vào nhau tạo thành cự lang màu đen tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, vẫy tay, địa khí hóa thành hình người. Bành, cự lang thật đáng sợ, nó xuất một kích đã đánh tan địa khí. Nhưng sau một kích, cự lang cũng yếu đi nhiều, Lăng Hàn lại xuất quyền đánh tan cự lang. Chiến lực của ngươi mạnh nhất chỉ là thánh nhân nhất tinh, tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Đế Vô Cực từ tốn nói, thân hình lao tới, oanh, sau lưng hắn xuất hiện một đàn sói. Lăng Hàn nghiêm túc, đối mặt Đế Vô Cực. Cho dù ở phương diện quy tắc hay cấp bậc lực lượng, hắn đều kém xa tít tắp. Cho nên, sánh với Đế Vô Cực không thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu tìm sơ hở, nguyên nhân là do chiến lực đối phương nghiền ép hắn. Dù Đế Vô Cực công kích có sơ hở, hắn cũng không nắm được. Oanh, oanh, oanh. Đế Vô Cực càng đánh càng nhanh, với thực lực thánh nhân nhị tinh đánh với tôn giả, việc này cũng đủ mất thể diện, cho nên hắn phải kết thúc sớm. Mắt thấy Lăng Hàn không có năng lực phản kháng, mọi người lắc đầu, không có cách, phải thua. Vừa mới thắng được tới 10 cái tinh vực, hiện tại phải chắp tay trả lại. Mọi người cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà, chênh lệch cảnh giới lớn bao nhiêu. Thế hệ Hoàng Kim đều không thể kiếm được mặt mũi, Lăng Hàn kiếm được, còn nói cái gì bây giờ. Hơn nữa, nếu như Lăng Hàn có thể thành thánh, có thánh nhân nào là đối thủ của hắn? Thậm chí, Khô Lâu Thánh Binh cũng phải thua, có thể ngang hàng với hắn, có khả năng cũng chỉ có chuẩn đế mà thôi. Nghĩ tới đây, thật nhiều người đã hiệu triệu trên tinh võng, đưa ra thỉnh nguyện với đế tộc, dốc hết tất cả tài nguyên đi bồi dưỡng Lăng Hàn. Chỉ cần Lăng Hàn thành thánh, nhân gian tương đương có thêm chuẩn đế, đến lúc đó liên thủ với Đa Gia Phật, cần lo lắng không thể vãn hồi xu thế suy tàn của dương gian hay sao? Các bạn vừa nghe xong tập 505 của bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.